Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Đối với hầu hết những người Việt Nam chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, tất cả tài sản, công danh, sự nghiệp, gây dựng gần nửa cuộc đời trên lãnh thổ biệt danh là Hòn Ngọc Việt Đông, bọn phục chốc tăng theo mây khỏi, biến thành kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, cùng với dòng người tị nạn trong kiếp đời lưu vong, sống lang thang nơi xứ lạ đất người, phải bắt đầu lại từ con số không. Nhưng những người bỏ nước ra đi đã được đền bù bằng hai chữ tự do vô cùng quý giá, và họ đã xây dựng lại cuộc đời nơi sự tự do cho chính họ, cho đất nước họ đang sống và cho các thế hệ con cháu mai sau. Kính thưa quý khán giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên chậm trễ mà rất may mắn. Trong lúc các nước Đông Nam Á đã đóng cánh cửa tị nạn vào năm 1989, thì năm 1990 có hai anh xe rượu gặp một ghe vượt biên nhảy đại lên đi qua Giang tại vùng cửa biển Quy Nhơn. Khi ra biển Đông, họ được chiếc tàu vớt lên và đưa họ đi xin tị nạn khắp các nước mà không còn nước nào nhận. Cuối cùng thuyền trưởng cũng xin được cho họ vào nước Pháp định cư. Câu chuyện có tiêu đề Một Chuyến Đi, tác giả Văn Thơ. Mời quý thính giả lắng nghe. Chuyến đi của tôi là chuyến cuối cùng tại cửa biển Quy Nhơn. Rất nhiều người ra đi trước đây tại bờ biển khu 1 hay khu 2 này đều trọt lọt. Có lẽ tại vì nhờ có ông phù hộ, vì ở tại khu 2 có một lăng ông cả voi. Nhưng đánh cả ở đây đã lập lên làm lăng này đã lâu, thờ cũng rất sùng bại và thường xuyên, nên được ông phù hộ, người ta nói thế. Tôi cũng tin tưởng, cho nên tôi đã được tới bến bờ. Chiếc ghe chở chúng tôi ra đi trong một đêm tối trời đã khuya, không có ai chú ý gì cả. Đi ra khỏi vùng kiểm soát của cửa biển Quy Nhơn cũng rất êm thầm. Có lẽ công an biên phòng không ngờ giờ này lại còn kẻ tìm đường ra đi. Ngày 14 tháng 3 năm 1989, các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã quyết định đóng cánh cửa tị nạn rồi. Mà năm 1990 chúng tôi còn dám ra đi thì kệ cũng gan thật. Đúng là điếc không sợ súng, mặc kệ ai suy nghĩ sao cũng được. Riêng tôi nghĩ mình chẳng có gan góc gì đâu. Chẳng qua tại vì hôm đó có chút hơi men, gặp nhịp cũng quả gian đại thôi. Chữ trước đó tôi và thằng bạn cũng đều xác định không thể đi được. Chiếc ghe còn tí xíu ra khơi, giống như chiếc lạ giữa dòng. Trời im mặt, thuyền cứ lướt sóng băng băng nhằm hướng đông thẳng tiện. Ba anh em tài công là con của dân đánh cá chuyên nghiệp nên rất thành thạo. Tối đó vì hơi men còn nhiều nên tôi ngủ không còn biết trời trăng gì cả. Đến sáng mặt trời lên rõ, mọi người xôn xao, tôi mới thức dậy. Cảm giác đầu tiên của tôi là thấy biển rộng bao la quá. Nhìn quanh chỉ thấy toàn nước một màu xanh biếc, xa xa là muôn ngàn đợt sóng nhấp nhô. Đường chân trời thì mù tịt xa, suốt ngày dài quanh tôi lúc nào cũng là trời mây nước. Đến chiều mặt trời lặn sâu chân trời xa, màu nước loang loáng, ánh vàng của mặt trời đã dịu, cũng như phản chiếu từ những đám mây cao, tạo cho chân mây nước thành một cảnh sắc rất đẹp. Xa nhà mới chưa một ngày nên tôi chưa thấy gì buồn nhớ. Tâm hồn vẫn còn thưởng thức bóng hoàng hôn chung quanh thật tuyệt diệu. Bóng trước mặt tôi xuất hiện từng đàn cá chuồng từ biển vụt lên bay là là trên mặt nước một khoảng dài. Từng đám, hàng trăm con cứ bay về một hướng nào đó một khoảng cách nhất định, rồi lại rơi xuống biển. Rồi đám khác lại bay là đà trên mặt nước. Cách xa một chút hay chung quanh chiếc thuyền làm thành âm thanh nghe rào rào vui tai. Đến lúc trời tôi mịt, chúng vẫn còn bay lẻ tẻ.
Chúng tôi ăn uống đại khái rồi nằm xuống sàn để ngủ. Nhất ngủ trong đêm không nhiều mộng mị nhưng cũng không êm thầm, cứ chập chờn như những đợt sóng nhỏ xô vào mạn thuyền, cũng bay bập lạc đạn như những đàn cá chuồng. Ngày thứ hai cũng đến bình thường, chân trời vẫn xa xăm, bọn nước êm, con tàu vẫn lướt nhanh từ sáng đến chiều tối, làm tôi hơi lo. Thầm nghĩ con tàu cứ đi về một nơi vô định nào đó. Ban ngày chúng tôi gặp nhiều tàu lớn đi qua, có lẽ là tàu buôn của các nước. Chúng tôi đã nhiều lần vẫy tay phất cờ trắng làm hiệu, nhưng chẳng có chiếc nào chịu ngừng cả. Tất cả vẫn hận hờ lướt qua như hàng trăm ngàn lần trước đây đối với những người ra đi trước kia. Tôi nghĩ tất cả đã lạnh lùng hận hờ để biểu hiện sự mệt mỏi chán ngán vì quá nhiều cứu mang để những người khốn khổ này rồi. Chiều lại xuống, từng đàn cá chuồng vẫn bay, hoàng hôn trên sóng nước vẫn đẹp, nhưng tôi không còn thưởng thức nổi như chiều hôm qua. Rồi những cơn gió nam thổi đến, ban đầu còn dịu mát, nhưng đến nửa đêm về sáng thì gió lớn, người ta gọi là gió Nam Cồ, gió thổi mạnh. Bên hông thuyền nhỏ thấp của chúng tôi, sóng lớn quá tạt nước lên chỗ tôi nằm ướt lạnh. Vì tôi mặc chiếc áo mỏng, tôi lại tắm vải bạc che đỡ và không thể nào ngủ được, cầm cự cho đến trời sáng. Tôi thầm nghĩ đây mới chỉ là gió Nam Cồ, mà cũng như thế này rụi mưa bão ập đến thì sao. Nhưng rất may cho chúng tôi là không có mưa bão xảy ra trong tháng này. Trời dần dần sáng rõ. Tôi ngồi dậy nói với tài công nên cho máy ngừng để nghỉ vì sợ máy nóng, và một phần nữa do nhiều thuyền chạy không được nhanh, tài công tắt máy. Chiếc thuyền trôi trên sóng nước. Bọn tôi thấy từ hướng đông đằng xa một chiếc tàu lớn chạy đến. Tôi đánh thức mọi người dậy, đàn bà người nhỏ nằm la liệt trên sàn ghe. Các thanh niên vẫy tay và phất xào ngắn, có cột áo trắng, nhưng chiếc tàu như không thấy, vẫn cứ chạy qua luôn. Chúng tôi chán nản đành ngồi xuống sàn để nghỉ và nhìn theo chiếc tàu. Đột ngột, chiếc tàu chuyển về hướng nam cua một vòng rồng sắt tít. Một lúc sau nó trở lại từ hướng đông đằng xa, nơi mà chúng tôi thấy nó xuất hiện lúc ban đầu. Sau này nó chuyện với viên hoa tiêu. Tôi được biết lúc thấy thuyền chúng tôi, anh ta đánh thức thuyền trưởng dậy để xin lệnh, và viên thuyền trưởng đã ra lệnh cho chiếc tàu quay lại. Chiếc tàu từ từ đến to dừng, lúc còn cách chúng tôi khoảng 50 mét thì ngừng hẳn lại. Mọi người trên tàu đó đều ra bao lớn đứng nhìn về chúng tôi rất lâu mà không nói gì cả, cũng không tỏ dấu hiệu gì là sẽ cứu giúp cả. Tôi nghĩ chắc là họ chờ đợi mình phải nói lời cầu cứu thì họ mới giúp, chứ mình cứ đứng yên lặng họ không biết mình đi đâu, làm gì, muốn gì. Nghĩ như thế, tôi bèn ôn lại thật nhanh vốn liếng chữ nghĩa của mình đã quá lâu không dùng tới. Tôi bèn la to một câu ngắn gọn vì không biết nói gì hơn để nói: "Help me, please." Tôi lặp đi lặp lại câu này đến lần thứ ba thì thấy họ quăng dây xuống. Mấy anh em tài công lập tức bơi đến lấy hai đầu sợi dây về thuyền cột thật chặt vào hai đầu và đuôi thuyền, xong thì họ kéo chiếc thuyền của chúng tôi đến sát bên hông tàu lớn. Rồi từ từ trên tàu ấy, một người thò đầu xuống nói vài câu. Tôi hiểu đại khái họ hỏi lên tàu một người biết nói tiếng Anh mà thôi, và họ thầm thắng dây xuống. Mọi người phải tôi lên tàu, tôi ải ngại, phần vì tiếng Anh ít ỏi và một phần vì leo lên thang dây một khoảng cách cao quá. Tước chừng leo lên một nhà lầu 5 tầng vì tàu quá lớn. Sau này tôi được biết chiều dài của chiếc tàu là hơn 280 mét và chiều ngang là 80 mét. Nhưng vì sinh mạng những người đồng hành nên tôi leo lên. Tôi phải nghỉ vài ba lần vì hơi mệt. Lúc tôi bước xuống sàn tàu lớn vừa vững thì đích thân viên thuyền trưởng đến hỏi tôi ngay: "What are you looking for?"
Anh muốn đi đâu? Tôi trả lời ngắn gọn. We are looking for freedom. Chúng tôi đi tìm tự do. Sau khi vài người bàn bạc với nhau, thuyền trưởng ra lệnh cho hạ những cầu thang lớn bậc 8 cấp xuống. Các thủy thủ xuống dìu từng người bước lên tàu. Thuyền trưởng bảo tôi nói với tất cả mọi người đứng quay mặt vô lên tàu để họ lục soát xem có vũ khí gì không. Tôi thực sự vui mừng không thể nói hết trong giây phút ấy. Sau đó chúng tôi được tắm rửa ăn uống. Tôi đến những anh thủy thủ người Phi rất dễ thương, đem đến phòng chúng tôi nào là bia rượu bánh ngọt, nước ngọt thuộc lạ, nào là đàn guitar. Họ và những người trẻ tuổi trong bọn chúng tôi ăn uống la hét đàn ca đến nửa đêm mới dứt. Vì theo họ, đây là dịp hy hữu để ăn mừng cùng với chúng tôi, những người đi tìm tự do ít khi nào có được. Tiếp theo là những ngày lo lắng ít nhất cùng cho riêng tôi, những người khác thì hình như rất vô tư không lo nghĩ gì mấy. Muốn ra sao thì ra. Ngày nào thuyền trưởng cũng gặp tôi vài lần nói chuyện sơ sơ. Chiếc tàu cứ chạy khi đi qua những nước Đông Nam Á, từ Philippines, Mã Lai Á, rồi đến Singapore, Nam Dương. Thuyền trưởng đều gọi điện xin cho tàu ghé lại để bỏ bọn của nợ này xuống, nhưng không một nơi nào chịu nhận. Ngày nào thuyền trưởng cũng nói với tôi, no news. Ông cũng liên lạc được với các ủy tị nạn gần vịnh Ấn Độ, cũng không giải quyết gì được. Rồi tàu lại cứ ra đi theo lộ trình sẽ đi vòng Đại Tây Dương, ghé vào ba nước ở châu Âu rồi đến Hoa Kỳ. Nhưng thuyền trưởng còn nói với tôi rằng không chắc gì các nước ghé qua sẽ nhận, nhất là khi đến Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất về Việt Nam vì nhập cảnh bất hợp pháp. Mọi thủ tục đều phải qua phụ các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giải quyết. Chúng tôi đã lên tàu lớn, thời gian được 10 ngày và thật là thất vọng, không biết số phận sẽ đi về đâu. Có một lần thuyền trưởng và các sĩ quan nói chuyện với nhau, tôi tình cờ đứng gần đó nghe lọt bọt. Không biết buồn phiền gì mà vị thuyền trưởng khả kính ấy lại dùng chữ OK để ám chỉ chúng tôi. Trước kia tôi có dịp đọc bộ truyện Trùm Nho Phẫn Nộ, The Grip of Rock của John Steinbeck, nên biết được chữ OK để chỉ những người bỏ xứ ra đi, những người tha phương cầu thực, đi đâu cũng bị coi khinh và bạc đãi. Thế là đêm đó tôi nằm gạt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ, không biết chúng tôi sau này có giống như hình ảnh những người ô kỳ kia không? Hình ảnh của những người ra đi vì miếng ăn mấy thập niên về trước. Tôi cho rằng chúng tôi khác với họ, hành trình của chúng tôi gian khổ hơn họ rất nhiều. Bao nhiêu là người đã chết trên rừng sâu hay dưới biển đông? Bao nhiêu là người đã bị hải tặc Thái Lan hạp hiếp giết chết? Chúng tôi vẫn cứ lao vào chỗ chết, có lẽ vì một nhu cầu bức thiết hơn là vì miệng cơm manh ảo nhiều lắm. Một buổi sáng trời đẹp, thuyền trưởng và một phụ tá đến gặp tôi, đem theo một tấm bản đồ. Ông ta nói rằng có tin vui cho chúng tôi. Nhân viên truyền tin của tàu có liên lạc được với hội Hồng Thập Tự của Pháp, chi nhánh đặt tại đảo Reunion. Họ đã chấp nhận chúng tôi vì họ có ngân khoản, vừa nói. Viên thuyền trưởng vừa chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ, tôi thấy hòn đảo nhỏ nằm gần đảo Madagascar. Tôi vẫn còn mơ hồ lắm về vị trí này, nhưng chúng tôi thực sự vui mừng vì ít nhất có một bến bờ nào đó để cho chúng tôi dừng chân, rồi sau đó hãy hay. Chúng tôi cảm ơn thuyền trưởng và vị phụ tá. Thế là con tàu chuyển hướng trực chỉ đảo Reunion. Trong tâm trí tôi bỗng hiện ra những bài học sử ký hồi còn tiểu học và trung học. Tôi nhớ ra rằng chính tại đảo này thực dân Pháp đã đày ải an trí hai vị hoàng đế của ta là vua Thành Thái và Duy Tân cho đến cuối cuộc đời. Khi tôi nói cho mọi người biết, ai cũng vui mừng vì ít nhất mình cũng có một chút liên hệ nào đó tại nơi xứ lạ kia. Mất 7 ngày đêm tàu mới đến ngoài khơi của đảo.
vì cảng nhỏ sóng lớn tàu không vào được, nên hội Hồng Thập Tự đã mượn tàu nhỏ và mấy chiếc cano ra để đón chúng tôi vào. Nếu tôi là người lên tàu này đầu tiên thì bây giờ họ bảo tôi phải xuống sau cùng. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì, nhưng không sao. Và tôi vừa bước xuống tàu nhỏ thì bị ngay một nhóm bốn kỳ giả của đạo phỏng vấn. Họ hỏi nhiều chuyện, nhưng vì không chuẩn bị trước nên tôi chỉ trả lời cầm chừng. Họ vừa nói chuyện với tôi xong thì con tàu cũng vào tới bờ. Nhân viên hội Hồng Thập Tự đưa chúng tôi lên xe buýt đi đến một khách sạn sang trọng nhất của đảo. Đầu tiên họ đưa chúng tôi đến một hội trường của khách sạn trước, vì họ mở một cuộc họp báo ở đó. Có rất nhiều người phát động tiếp chúng tôi, nhưng tôi cũng thấy có khoảng vài chục người Việt Nam cũng có mặt ở đó. Đầu tiên là vị đại diện của Việt Kiều ở đảo cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và dành nhiều cảm tình cho đồng hương của ông. Rồi ông ta chào mừng chúng tôi và nói sơ qua tình hình của đảo. Phải có người thông dịch cho chúng tôi, vì ông ta mặc dù là chủ tịch hội Việt Kiều ở đó, nhưng là người Việt lai ẩn và không được nói tiếng Việt nhiều. Tiếp đến, hội Hồng Thập Tự chào mừng chúng tôi, và vị đại diện trao ngay cho tôi 20 chiếc vé máy bay để ngày hôm sau bay đến Paris gặp phụ cấp ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở đó. Chúng tôi đã được cảnh sát làm thủ tục quá cảnh để vào nước Pháp. Sau đó chúng tôi được tiếp đãi ở nhà hàng khách sạn. Trong lúc ăn uống chuyện trò với người Việt ở đó, phần nhiều các vị đã lớn tuổi, được biết họ là những thân nhân của những gia đình làm việc hoặc đi lĩnh chấp Pháp trước kia rồi sang Pháp sau hiệp định Geneva 1954. Hầu hết đã thành đạt cơ nghiệp. Họ nói chuyện thân mật với chúng tôi, có chúng tôi như con cháu anh em. Họ rơm nước mắt nghe chúng tôi kể sơ về hoàn cảnh của mỗi người và những khó khăn ở quê nhà. Họ an ủi tôi ra đi còn một mình. Các vị đã biểu lộ những tình cảm dạt dào nồng hậu nhất, vì tôi đã đọc những cái nhìn u ái trong đôi mắt của họ. Tôi cảm thấy thật nhiều an ủi, pha lực với chút tủi thân. Tôi thực sự cảm động khi biết những người lại xe nhiều tiếng đồng hồ về đây để gặp chúng tôi. Tất cả đều bồi hồi thương cảm, vì trong đầu óc họ, những người ra đi như chúng tôi mang ít nhiều hiểm nguy. Nhìn thấy trên gương mặt chúng tôi những dấu ấn hại hùng của biết bao số phận không may mà cả thế giới đã thu thập được qua truyền thông. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên chậm trễ mà rất may mắn. Trong lúc các nước Đông Nam Á đóng cánh cửa tị nạn vào năm 1989, thì năm 1990 có hai anh xe rượu gặp vượt biên có 18 người nhảy đài lên ghe để qua giang tại vùng cửa biển Quy Nhơn. Khi ra biển Đông thì 20 người này được chiếc tàu vớt lên và đưa đi xin tị nạn khắp cả nước mà không có nước nào nhận. Cuối cùng thuyền trưởng cũng xin cho họ vào được định cư nước Pháp. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.